Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cho mọi người xem một cái tác phẩm của một học trò mới của mình nha mọi người nha. Đây, thì mời mọi người vô xem nha mọi người nha. Đây là một cái tác phẩm của học trò mình là Mỹ Nguyễn nha mọi người, đến từ Hải Phòng nha. Đây, xin chào mọi người. Thì xin mời mọi người nha. Xin mời mọi người xem nha. Đây, thì tác phẩm này là tác phẩm Samurai Cải Ngựa nha mọi người. Đây, hình xăm này khá mịn nha mọi người nha. Đây là một tác phẩm hình xăm nhật cổ full lưng nha mọi người. Đây, thì Mỹ. Dạ. Mỹ cho câu hỏi đây, Mỹ làm tác phẩm này được bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần rồi? Khoảng 12-13 season rồi. 12-13 lần rồi. Dạ. Đó. Thì Mỹ xăm nhật cổ rất là tốt mọi người nha. Thì hiện tại Mỹ làm ở Đồ Sơn, Hải Phòng nha mọi người. Đó, thì trong năm nay thì Mỹ thường hay vào Long An để tác nghiệp. Nha, đây. Thì anh em nào mà yêu thích thể loại nhật cổ đó, nha, thì cứ mạnh dạn bút cho mình cái hình nha, từ tay nghề nha, từ artist Mỹ Nguyễn nha mọi người nha. Đây. Mọi người tiếp tục xem tác phẩm và xem cái thật của anh Mỹ nha mọi người. Đây, hình xăm của Mỹ xăm thì rất là sạch sẽ nha mọi người. Đây, chất mực rất là ok nha mọi người nha. Thì hình xăm này Mỹ sử dụng set mực của anh Lâm Việt nha. Đây, set mực Lâm Việt in nó thì sử dụng set xám xanh, xám đỏ và xám đen. Khúc này thì mới lộn nha mọi người nha, đang dưỡng lại. Còn đây mọi người thấy những cái cách đánh rất là mịn nha mọi người. Đây là những cái lành rồi nha. Nó thì Mỹ được cái là chăm chỉ để siêng năng nha. Nó cứ tập trung vào tác phẩm, đánh từ từ. Nó thì cái tác phẩm sẽ mịn ra một cái chất mực rất là đặc biệt nha. Thì các bạn thấy tác phẩm này như thế nào nha. Đó. Thì bây giờ mình quay cận cảnh kỹ thuật của Mỹ nha. Đây, Mỹ đang xăm một cái đùi của chú ngựa trên cái hình xăm này nha mọi người. Đây, rất là mịn nha mọi người nha, mịn và sạch. Kỹ thuật của Mỹ hiện tại đánh nhật cổ nhìn rất là sạch nha mọi người. Đó, thì Mỹ đang update kỹ thuật để càng ngày càng hoàn thiện cái tay nghề hơn nữa. Đó, mong mọi người ủng hộ Mỹ nhiều ha. Đây. Đó, thì ví dụ mà các bạn nào mà yêu thích xăm mình đó, hay là bạn nào đang đam mê xăm, ví dụ mà muốn học hỏi từ những kỹ thuật này, có thể giao lưu Mỹ nha, hoặc là mình có thể dành một buổi để cho Mỹ sẽ hướng dẫn các bạn trên một cái video tiếp theo, hướng dẫn kỹ thuật xăm mịn hay là hướng dẫn kỹ thuật xăm nhật cổ sập. Thì thí dụ các bạn được các bạn ủng hộ thì mình và Mỹ sẽ tạo ra một video để tặng cho những các bạn mà đam mê xăm hoặc tay nghề đang còn yếu hay là muốn xăm mịn, thì mình và Mỹ sẽ làm một video để đăng lên YouTube để cho các bạn được học hỏi nhiều hơn nha. Ok nha các bạn, xin chào các bạn nha. Chào mọi người.